Kem đánh răng sử hiệu Ngọc Châu bảo vệ lợi, chắc chân răng, tạm biệt chảy máu chân răng, nhiệt miệng, viêm lợi. Dầu gội dược liệu nguyên sơ. Ngoài được từ dược liệu của truyền phương Đông nhiều ha. Giải thưởng ý nghĩa này chính là sự công nhận khách quan, tạo động lực để dược phẩm Hoa Linh tiếp tục. Đứng đầu là giáp như trường ổn định, đứng cuối á. Lời nhắc như đèn xanh đèn đỏ những địa phương từng những địa phương. Nhập những ngã tư trời mưa mây. Thưa quý vị và các bạn, đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên kiểm tra cửa hàng kinh doanh điện thoại di động tại tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, phát hiện cửa hàng này bán hơn 100 chiếc điện thoại di động iPhone do nước ngoài sản xuất, tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 100 triệu đồng. Chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ khí chế tạo Vinh Thở. Cục quản lý thị trường tỉnh Vinh Thở với công an thành phố Sa Đéc tiến hành kiểm tra Bắc Kinh. Chợ Ánh Sáng 247. Đây là ngã tư ngã ba Phạm Ngũ Lão. Ngã tư Đào Duy Từ, nhưng sang đó là Duy Từ. Phải là ngân hàng BIDV. Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa kiểm tra phát hiện và thu giữ gần 10.000 sản phẩm nước giải khát dấn táo có dấu hiệu vi phạm, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sau nhiều ngày trinh sát, đội quản lý thị trường số 16, cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng đội 4 phòng cảnh sát môi trường, công an thành phố Hà Nội tiến hành đột kích trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất thực phẩm X Khang, địa chỉ tại số 28 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 10.000 sản phẩm nước giải khát dấm táo vi phạm. Ông Nguyễn Sĩ Bình, đội trưởng đội quản lý thị trường số 16, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết. Mà tôi là xanh đèn đỏ, xô viết ở tỉnh. Cửa hàng mẹ và bé Khánh Vân. Điều đáng quan tâm là mặc dù nhãn mác ghi thông tin là nước giải khát, nhưng những chai dấm táo này lại là những sản phẩm 3-0, không rõ nơi sản xuất, không công bố chất lượng và không được phép tiêu thụ ra thị trường. Mặc dù mặt hàng này thuộc diện bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Sở Công Thương Hà Nội theo quy định, nhưng ông Nguyễn Hà Trung, người quản lý công ty, chỉ xuất trình được duy nhất tờ giấy đăng ký kinh doanh do mình đứng tên sản phẩm. Phòng quan sát kỹ trên nhãn mác của sản phẩm gây rõ sản xuất tại trên này là sòng ốc ha, kinh doanh đa ngành. Lực lượng chức năng không thấy khu vực sản xuất không có nguyên liệu cũng như dây chuyền pha chế nào, trái lại ở bên trong chỉ còn một vài chai dấm táo mà thông tin trên nhãn mác cho thấy xuất xứ ở bên kia biên giới. Còn những tờ hóa đơn lực lượng chức năng thu tại cơ sở thì lại hé lộ nguồn gốc của những chai nước này được mua từ một doanh nghiệp cung cấp có địa chỉ ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thượng úy Phùng Duy Anh, đội 4 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an thành phố cho biết. Tiệm bán sơn Minh Anh, mấy bên thịt trái. Tiệm điện Đại Hưng, tiệm ra niệm mới Minh Khôi. Đây là tư Lý Nguyễn Kiệm. Vì không đủ điều kiện tiêu thụ ra thị trường, nên có thể phải là Led Cafe. Sản phẩm nước giải khát dấm táo của doanh nghiệp này đã bị thu giữ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ có hay không hành vi nhập sản phẩm không rõ nguồn gốc.
bánh như vậy. Đây là từ hay là từng sản xuất, tức là gian lận về thương hiệu sản phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục tuyên truyền với gian lận thương mại. Bên tay trái là ngã ba Nghĩa Đức Cánh. Đây là giáp với ngã tư Phan Chu Trinh, đường xanh đèn đỏ Phan Chu Trinh. Nhà thuốc Gia Tốt Phạm Mô Sê. Mấy bên tay phải mấy bên tay trái là gạch ốp lát thiết bị vệ sinh Thịnh Phát. Sau nhiều ngày theo dõi mật phục, đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường tỉnh Phú Yên phối hợp với công an tỉnh Phú Yên kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 89H00281 do ông Nguyễn Văn Trọng, thường trú tại xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên trực tiếp điều khiển theo hướng Bắc Nam. Đây là ngã tư Lê Đức Thọ. Kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 11.500 hộp thực phẩm chức năng, 665 hộp mỹ phẩm, 90 bình giữ nhiệt, 400 hộp răng giả bằng nhựa, gần 3 tạ vải may mặc và quần áo đang qua sử dụng cùng nhiều thiết bị đồ dùng khác với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa theo quy định. Theo lực lượng quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, năm nay cục quản lý thị trường Phú Yên đã tổ chức kiểm tra công viên thành phố, vận chuyển thực phẩm chức năng công viên thành phố Buôn Thuột đã ra quyết định tịch thu 4.600 lượng sản phẩm thực phẩm chức năng các loại. Ông Nguyễn Phan Hoài Liêm, đội trưởng